Phạm Băng Băng, nữ hoàng châu Á và cú ngã ngựa 3.100 tỷ vì bê bối lớn nhất lịch sử, đế chế huy hoàng còn lại gì sau 3 năm cấm vận? Chẳng ai có thể ngờ rằng Phạm Băng Băng từ một ngôi sao hạng A của làng giải trí châu Á lại bị Thanh Trừng dắt mặt tới vận. Đối với làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng không chỉ là tên tuổi hạng A showbiz mà còn là một biểu tượng của quyền lực và sắc đẹp. 20 năm lăn lộn showbiz, nữ hoàng họ Phạm gặt hái vô số thành công, trở thành ngôi sao vươn tầm thế giới với vô số giải thưởng kèm hình ảnh ấn tượng. Vậy nhưng, cái giá mà người đẹp này phải trả khi bị phát giác hành vi gian lận, trốn thuế đã biến Phạm Băng Băng trở thành con người khác. Đế chế hùng mạnh mang tên Phạm Băng Băng và những con số tiền tỷ choáng ngợp. Phạm Băng Băng sinh năm 1981, nổi đình nổi đám nhờ vai diễn Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Cái bóng quá lớn từ vai A Hoàn này đã khiến cho Phạm Băng Băng bị dè bửu, chê bai suốt sự nghiệp vì khả năng diễn xuất chưa thực sự ấn tượng. Kể từ đó, nữ hoàng họ Phạm bắt tay vào sự nghiệp xóa nhòa ấn tượng Kim Tỏa bằng nỗ lực không biết mệt mỏi. 4 năm sau, khi Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, Phạm Băng Băng có màn xoay chuyển tinh tế ấn tượng khi vai chính trong bộ phim Cell Phone do Phùng Tiểu Cương làm đạo diễn đã biến cô trở thành nữ hoàng rating năm đó. Cell Phone trở thành bộ phim có doanh thu khủng nhất Trung Quốc năm 2003, đồng thời mang lại cho nữ thần tượng họ Phạm giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp là ảnh hậu Bách Khoa lần thứ 27. Liên tiếp các bộ phim như Lạc Lối ở Bắc Kinh, Núi Quan Âm, Nhị Thức Bộc Quang đã đem lại vô số danh hiệu cho Phạm Băng Băng, từ giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên Hợp Quốc Quốc tế Á-Âu 2007 đến nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP Quốc tế Tokyo và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Hoa Đỉnh. Phạm Băng Băng chứng minh được thực lực của mình một cách ấn tượng, khiến ai cũng phải dè chừng. Không chỉ phim ảnh, người đẹp họ Phạm còn tấn công sang mảng thời trang và ngay lập tức nhận được sự chú ý của công chúng. Nữ hoàng giải trí showbiz cực kỳ thành công trong việc trở thành mỹ nhân xứ Trung đầu tiên gây ấn tượng tại thảm đỏ Cannes bởi những bộ cánh gây tranh cãi, khởi đầu cho trào lưu người đẹp Trung Quốc nô nức sang Pháp mỗi dịp Cannes tổ chức. Nhiều khán giả nhận định rằng LHP Cannes sẽ không còn sự sôi động nếu như thiếu vắng Phạm Băng Băng. Nói về gia sản và tổng thu nhập của Phạm Băng Băng, người hâm mộ chắc chắn sẽ phải nghẹt thở. Năm 2016, nàng Võ Mị Nương nhận về 240 triệu tệ, 847 tỷ đồng từ đóng phim, quảng cáo, quay show, đầu tư bất động sản năm 2017. Trong danh sách 100 nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất, nữ hoàng họ Phạm đứng đầu tiên với thu nhập 300 triệu tệ, 1.057 tỷ đồng, vượt mặt Thành Long. Năm 2016, Phạm Băng Băng được tạp chí Forbes xếp hạng thứ 5 toàn cầu trong danh sách những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới. Đến năm 2017, Phạm Băng Băng đứng đầu danh sách những ngôi sao quyền lực nhất Trung Quốc. Trong số 13 năm kể từ khi tạp chí Forbes đưa ra danh sách này, Phạm Băng Băng chưa bao giờ bị loại ra khỏi top 10. Trang Sohu cho biết, chỉ trong vòng 5 năm 2013-2018, nữ hoàng giải trí showbiz nhận được số tiền lên đến 1 tỷ tệ, hơn 3.500 tỷ đồng. Nhờ có khoản thu nhập khổng lồ này mà Phạm Băng Băng đầu tư mạnh mẽ về nhà đất, cô có trong tay loạt bất động sản rải rác từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, Sơn Đông, quê nhà của nữ diễn viên, Hồng Kông. Nữ diễn viên cũng mạnh mẽ ra giá cát xê, có tin đồn cho hay, ekip chương trình Amazing Race China từng trải ngã ngửa khi biết Phạm Băng Băng đòi 60 triệu tệ, 211 tỷ đồng mới chịu tham gia. Bên cạnh nhà đất, nữ đại gia showbiz còn có thú chơi siêu xe, dàn xế cưng của tình cũ Lý Thần, có thể kể đến hàng loạt cái tên từ các thương hiệu như BMW, Mercedes. Đặc biệt, theo tin đồn, Phạm Băng Băng sở hữu hơn 10 chiếc xe thuộc dòng Mercedes, kết quả của mỗi lần hãng ra xe mới. Scandal trốn thuế lớn nhất lịch sử của Trung Quốc. Vậy nhưng, tất cả đã vụt tắt khi Phạm Băng Băng vướng vào scandal trốn thuế. Cuối tháng 5 năm 2018, MC Thôi Vĩnh Nguyên bất ngờ đăng bài tố ekip Phùng Tiểu Cương và Phạm Băng Băng có hợp đồng âm dương riêng. Trong điều khoản mập mờ được đăng tải trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng chỉ cần đến phim trường 4 ngày là có thể nhận được 60 triệu tệ, 211 tỷ đồng, trong đó 10 triệu tệ, 35 tỷ đồng là trong hợp đồng chính. Số tiền còn lại trong hợp đồng ngầm được thảo luận riêng với nhau. Trong hơn 3 tháng sau đó, Phạm Băng Băng vướng vào 1.001 tin đồn, nữ diễn viên bị đồn thổi từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, tháo chạy sang Mỹ cùng số tiền 24.000 tỷ đồng, rửa tiền và tham nhũng 350 tỷ đồng. Những tấm hình được cho là nữ diễn viên bị trùm đầu, bắt giữ tại đồn cảnh sát, bị giam lỏng tại một khách sạn liên tiếp được chia sẻ trên mạng xã hội mà không ai có thể đứng ra kiểm chứng độ chính xác. Sự mất tích kéo dài hơn 100 ngày của Phạm Băng Băng khiến các thương hiệu hợp tác với cô trở nên sốt ruột.
vô số nhãn hàng đình đám như CVC, tập đoàn King Power Thái Lan hay Monban ra đi phũ phàng sau bê bối. Cuối cùng, trong một văn bản chính thức được đưa ra vào tháng 10 năm 2018, Phạm Băng Băng bị tuyên bố trốn thuế, phải nộp lại số tiền 884 triệu tệ, gần 3.100 tỷ đồng cho Cục Thuế Trung Quốc. Kể từ đây, scandal đánh dấu màn ngã ngửa lịch sử của Phạm Băng Băng, nữ hoàng giải trí bị cấm vận 3 năm, không được tham dự showbiz, đồng thời bị gạch tên khỏi nhiều bộ phim. Nàng Võ Mị Nương bước vào thời kỳ đen tối trong giai đoạn hơn 20 năm sự nghiệp. Lệnh phong sát ngầm đã tước đi nhiều tiền của Phạm Băng Băng hơn những gì cô tưởng tượng. 3 năm sau bê bối lớn, giờ đây Phạm Băng Băng ra sao? Không chỉ là vấn đề về con số 3.100 tỷ đồng phải nộp thuế, Phạm Băng Băng mất nhiều hơn thế. Thời điểm trước scandal, nữ diễn viên có cuộc tình đẹp và cực kỳ ngọt ngào bên Lý Thần. Cặp đôi thậm chí đã đính ước và sẵn sàng cho một đám cưới hoành tráng nhất trong lịch sử showbiz. Vậy nhưng, mọi thứ đã trở thành bong bóng xà phòng khi nữ diễn viên họ Phạm quyết định nói lời chia tay với Lý Thần vì cảm thấy rằng mình đã liên lụy và làm tổn thương bạn trai quá nhiều. Tiếp theo đó, sự nghiệp của Phạm Băng Băng đình trệ hoàn toàn trên chính trị trường đại lục, không phim ảnh, không tham gia show truyền hình, liên tục bị hạn chế hình ảnh trong thời gian cấm vận. Phạm Băng Băng vắng bóng trong một loạt sự kiện lớn của showbiz hoa ngữ từ năm 2018 đến tận bây giờ. Tại lễ trao giải Hoa Đỉnh năm 2020, nữ diễn viên đối mặt với khoảnh khắc vô cùng ê chề. Ban đầu, nữ thần họ Phạm được mời tới dự tư cách khách mời đặc biệt để trao giải cho những người chiến thắng. Trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng hồ hởi khoe loạt ảnh tạo hình cực sang chảnh trước khi đi thảm đỏ. Khi buổi lễ diễn ra được nửa chừng, ban tổ chức đột nhiên thông báo với Phạm Băng Băng, nói rằng do có thay đổi đột xuất nên cô không thể tiếp tục làm khách mời trao giải. Nàng Võ Mị Nương buộc lòng phải rời đi. Sau khi biết tin, Phạm Băng Băng tỏ vẻ khó chịu, phải ra về cùng ekip trong sự tức giận và xấu hổ. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến sự việc này chưa được chia sẻ, nhưng nhiều netizen vẫn cho rằng nó có liên quan đến scandal trốn thuế của cô. Sau đó, Weibo còn xóa sổ dòng hashtag trạng thái của Băng Băng sau khi sự kiện, dù rằng đây đang là chủ đề hot trên mạng xã hội. Tiếp theo đó, người hâm mộ chỉ nhìn thấy Phạm Băng Băng xuất hiện tại các sự kiện nhỏ lẻ, kém hoành tráng và không có quy mô. Việc phải ngồi chung hàng ghế với dàn sao hạng C, hạng D của showbiz khiến vị thế của người đẹp họ Phạm bị hạ giá quá nhiều. Không thể xoay sở tại showbiz xứ Trung, Phạm Băng Băng đánh mạnh vào thị trường nước ngoài. Trong vòng 3 năm, người đẹp lên bìa vô số tạp chí quốc tế, từ châu Á đến châu Âu. Vậy nhưng, ngay trên chính thị trường đại lục, nữ diễn viên vẫn bị ghẻ lạnh. Tháng 12 năm 2020, Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa cùng lên bìa tạp chí Teen Magazine đình đám xứ Trung. Rất nhiều fan đã chờ đợi và coi đây là màn comeback showbiz ngoạn mục của Phạm Băng Băng sau 3 năm bị cấm vận. Vậy nhưng khi vừa lên sóng, tạp chí đã phải vội vã gỡ ảnh xuống, kèm theo hứa hẹn hoàn trả lại số tiền cho những ai đặt mua trước. Tất cả vì phản ứng dữ dội của dư luận. Làn sóng chỉ trích Phạm Băng Băng dâng cao, đặt câu hỏi vì sao Phạm Băng Băng vẫn có thể ngang nhiên xuất hiện dù phạm phải tội tài đình là trốn thuế. Cực chẳng đã, Phạm Băng Băng chuyển hướng sang kinh doanh. Người đẹp gặt hái nhiều thành công với thương hiệu Fan Beauty chuyên chăm sóc da. Tuy nhiên, về hình ảnh đại diện, Phạm Băng Băng vẫn bị tẩy chay ngầm. Theo thông tin, nữ diễn viên từng bỏ túi 10 triệu tệ 35 tỷ đồng sau 4 phút livestream bán hàng. Công việc tưởng chừng vô cùng thuận lợi, nhưng cuối cùng lại bị chính Quảng Điện ra văn bản cấm các nghệ sĩ có vết nhơ trong quá khứ được phép livestream bán hàng. Phạm Băng Băng và Lý Tổ Lộ chính là hai nhân vật nằm trong tầm ngắm. Không còn lồng lộn sang chảnh như trước đây, Phạm Băng Băng sau 3 năm sóng gió đã xây dựng hình tượng bình dân. Nữ diễn viên không còn khoe nhiều hình ảnh giàu sang như trước, thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường bình dị. Người hâm mộ hoàn toàn có thể bắt gặp Phạm Băng Băng xuất hiện trên phố. Giờ đây, sau khi loạt nhân vật bê bối của làng giải trí xứ Trung như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Trương Chiết Hạn và gần đây nhất là Triệu Vy bị phong sát ngầm, Phạm Băng Băng lại bị réo tên trở lại. Ở thời điểm hiện tại, nàng Võ Mị Nương bị dán nhãn nghệ sĩ ô danh trong mục thông tin tìm kiếm trên bách khoa toàn thư online Toutiao Baike. Có thể nói, việc quay trở lại showbiz của Phạm Băng Băng là vô cùng mong manh và đáng lo ngại. Nhiều người vẫn đang nín thở chờ đợi và lo lắng cuộc sống sắp tới của nữ hoàng giải trí một thời. Sao nhí Thác Thiệu Văn chật vật mưu sinh ở tuổi 31. Tân Ô Long Viện là phim hài kinh điển do Hồng Kông sản xuất, lên sóng vào năm 1994. Phim quy tụ dàn sao lúc bấy giờ là Diệp Toàn Chân, Trương Vệ Kiện, Dương Tử Quỳnh, Trịnh Thiếu Thu. Trong đó, bộ ba Ngô Mạnh Đạt, Thích Tiểu Long cùng Thác Thiệu Văn trở thành điểm sáng của phim nhờ những màn tung hứng ăn ý. Sau 27 năm, mỗi diễn viên có những ngã rẽ khác biệt. Trong khi Ngô Mạnh Đạt qua đời,
Thích Tiểu Long sống giàu sang, thì nhân vật còn lại, Hắc Thiệu Văn, bấp bênh, phải chật vật tìm vị trí trong giới giải trí Hoa ngữ. Hắc Thiệu Văn sinh năm 1990, tham gia đóng phim từ năm 4 tuổi, ngoại hình béo ú, đôi mắt hí cùng diễn xuất tự nhiên của anh nhận nhiều thiện cảm của khán giả bấy giờ. Nam diễn viên được đặt nhiều biệt danh là Tiểu Tử Mập, Cậu Bé Vàng cùng nhiều hợp đồng quảng cáo đắt tiền. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Thiệu Văn thông báo rút lui để tập trung việc học. Năm 2009, anh trở lại showbiz sau khi tốt nghiệp Đại học Tạm Giang. Rời làng giải trí ngần ấy thời gian, tôi mới vỡ lẽ bản thân không thể quên được nghề diễn. Tôi quyết định trở lại và phát triển bản thân với những vai diễn mới lạ, tài tử chia sẻ. Tuy nhiên, Tiểu Tử Mập ngày nào lại không được khán giả đón nhận trong lần trở lại. Sự thay đổi liên tục của thị trường cùng với những gương mặt mới nổi khiến anh bị lãng quên. Hắc Thiệu Văn nỗ lực tham gia các phim như Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây. Năm 2018, nam diễn viên đóng lại Tân Ô Long Viện, từng giúp mình gây dựng nên tuổi, song lại nhận phản hồi tiêu cực. Nhiều người cho rằng ngoại hình quá khổ và diễn xuất tầm trung khiến anh không đủ sức gây dấu ấn. Truyền thông Trung Quốc cho biết gia cảnh Hắc Thiệu Văn không tốt, anh nỗ lực làm việc nhiều năm để kiếm tiền nhưng cát-xê quá thấp nên khá chật vật. Bên cạnh đóng phim, anh còn nhận thêm một số công việc bán đồ ăn, hàng online để thêm thu nhập. Hắc Thiệu Văn kiếm được bao nhiêu đều đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống. Nhìn cậu ấy không ai tin rằng đây từng là ngôi sao một thời. Sina bình luận, dù vất vả, nam diễn viên vẫn không từ bỏ đam mê nghệ thuật. Anh chăm chỉ đóng phim, chủ động xin vai từ đạo diễn, dù thường chỉ được giao các vai phụ mờ nhạt. Kim Seon-ho và hàng loạt sao Hàn chăm chỉ tìm được hào quan trong năm 2021. Bên cạnh dàn sao trẻ ngày càng chứng tỏ chỗ đứng, dàn sao đình đám dục dịch trở lại, thì năm 2021 này có khá nhiều cái tên bất ngờ nổi lên sau một thời gian dài hoạt động, có được hào quang của chính mình. Điểm chung của những ngôi sao mà tôi sắp kể dưới đây là có nhiều năm bền bỉ diễn xuất, đóng vai phụ trong nhiều phim, mãi cho đến năm nay mới thoát khỏi kiếp phụ đeo bám. Park Geun-jung, ít ai biết rằng trước khi bước sang con đường diễn xuất, Park Geun-jung từng là sinh viên Đại học Yonsei, một trong ba ngôi trường danh giá hàng đầu Hàn Quốc. Tại Đại học Yonsei, Park Geun-jung theo học chuyên ngành thời trang và môi trường. Với ngoại hình tươi sáng, vóc dáng chuẩn, gương mặt trẻ trung như nữ sinh trung học, Park Geun-jung rất nổi bật và cũng chính từ một hoạt động trong trường, cơ duyên đến với diễn xuất đã mở ra với cô. Cơ duyên đưa Park Geun-jung đến con đường diễn xuất chính là cô trở thành gương mặt trang bìa của Collect Tomorrow, tạp chí của các trường đại học vào tháng 11 năm 2015. Trong ảnh, Park Geun-jung trông vô cùng tươi sáng, trong trẻo và cuốn hút, tạo cảm giác yên bình dễ chịu. Từ loạt ảnh này đã có một công ty lớn liên lạc với cô, đó chính là GIP Entertainment. Vốn không định bước chân vào ngành giải trí, Park Geun-jung rất ngạc nhiên khi được một công ty lớn như GIP gửi lời mời. Sau một thời gian, cô đã quyết định ký hợp đồng, trở thành thực tập sinh. Bố mẹ Park Geun-jung rất ủng hộ quyết định của con gái. Cô từng chia sẻ, thời gian đầu thực tập rất khó khăn, nữ diễn viên không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu, trải qua nhiều khó khăn. Park Geun-jung đã được chọn đóng MV Crosswalk của Jokwon 2AM và một số MV khác. Sự nghiệp khởi sắc dù mới tham gia diễn xuất được 4 năm, mới bước vào con đường diễn xuất được 4 năm, nhưng Park Geun-jung đã tham gia đến gần 20 tác phẩm. Vai diễn đầu tay của cô là trong phim Ngụy Chứng của Solomon, tiếp theo là vai khách mời trong Chiến Nào Ma Kia. Đến năm 2018, nữ diễn viên lần đầu thủ vai chính trong Cô Gái Độc Lập Jeon đã được thành công lớn và góp phần đưa cái tên Park Geun-jung đến gần hơn với công chúng. Năm ngoái, Park Geun-jung đã gây chú ý với vai nữ phụ trong Điên Thì Có Sao. Năm nay, cô nàng tiếp tục lưu lại dấu ấn tốt với Thẩm Phán Ác Ma. Cô gái sinh năm 1993 này đã có 5 năm kiên trì với làng phim, cuối cùng cũng đã gây được chú ý nhờ sự diễn xuất tự nhiên, sinh động. Đặc biệt, mái tóc ngắn của cô nàng trong Thẩm Phán Ác Ma nhận được đánh giá rất cao từ khán giả. Khi nhân vật ra đi, người xem đã vô cùng đau lòng, cũng nhờ tác phẩm này mà cô nàng có vai chính đầu tiên trong Dali and Cookie Prince, một phần thưởng thực sự xứng đáng. Kim Seon-ho. Kim Seon-ho sinh năm 1986 ở Seoul, Hàn Quốc, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul, khoa phát thanh truyền hình và gia nhập làng giải trí từ năm 2009 với vai trò diễn viên nhạc kịch. Trên VK Korea, anh nói để tăng khả năng diễn xuất, sửa phát âm, luyện thanh và cách biểu hiện cảm xúc, anh xin lời khuyên từ những đại thụ giới nhạc kịch Hàn Quốc như Bae Sung-gu, Oh Man-suk, Kim So-jin. Từ năm 2017, Kim Seo-hoon lấn sân truyền hình, ghi dấu với các tác phẩm Sếp Kim Đại Tài, Thiên Hạ Đại Nhất Shipper, Two Cop, Lang Quân 100, Nhà Trọ Waikiki Tu và Cảnh Sát Bắt Ma.
anh được giới chuyên môn đánh giá tròn vai, biểu cảm và tính cách nhân vật không bị lặp lại. Tài tử cũng thay đổi bản thân bằng cách tham gia show truyền hình thực tế. Từ năm 2019 đến nay, anh là thành viên cố định của 2 ngày 1 đêm, chương trình ăn khách và lâu đời nhất Hàn Quốc. Ngoài diễn xuất, Seon-ho còn mê đọc truyện tranh và vẽ, nhất là tranh sơn dầu. Nếu nghiệp diễn không thành công, tôi sẽ trở thành họa sĩ, anh nói. Nhờ chiều cao 1m83, nặng 76kg, anh mặc đẹp nhiều phong cách để giữ sức khỏe và hình thể. Kim Seon-ho thường xuyên đi bộ, chơi thể thao và nói không với đồ uống có cồn, chất kích thích. Nam thần 34 tuổi này đã có một vai nam 8 đỉnh cao trong một bộ phim khởi nghiệp, mở màn cho một trang mới huy hoàng hơn trong sự nghiệp của anh. Với việc trở lại màn ảnh nhỏ cùng vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp, Kim Seon-ho tiếp tục chinh phục người xem bởi diễn xuất chân thực và cái duyên khán giả đặc biệt của mình qua tác phẩm Hometown Cha-Cha-Cha. Nội dung hấp dẫn, diễn xuất của cả hai diễn viên chính đều nổi bật. Phản ứng hóa học cũng rất hoàn hảo. Phim mới lên sóng 6 tập nhưng rating đã cực cao và nhận được những lời khen ngợi của khán giả. Cuối cùng sự nghiệp bao năm của Kim Seon-ho cũng đã thực sự nở rộ. Yeon Jae-bin, có thể nói Vincenzo là cột mốc lớn đối với sự nghiệp diễn xuất của Yeon Jae-bin. Việc sánh đôi cùng Song Joong-ki khiến cô được chú ý ngay từ những ngày đầu tiên bắt đầu dự án. Rất nhiều bài báo được tung ra, khán giả bắt đầu bàn tán về cô nàng. Nhiều người dự đoán rằng Yeon Jae-bin hẳn là một nữ diễn viên thuộc trường phái thực lực và màn thể hiện của cô nàng trong Vincenzo sẽ vô cùng xuất sắc. Thế nhưng đáng tiếc thay, trong phim cô nàng hoàn toàn bị lu mờ trước hào quang của Song Joong-ki. Nhân vật Yeon Jae-bin có phần vô dụng, biểu cảm quá lố, tính cách gượng ép. Trên các diễn đàn, người ta chỉ bận rộn bàn luận về nam chính và diễn viên bộ phim. Điều này khiến khán giả mong rằng nữ diễn viên sẽ tỏa sáng hơn trong các tập sau. Sau nhiều năm ngụp lặn trong làng phim Hàn, cuối cùng mỹ nhân sinh năm 1989 đã có được vai nữ chính đầu tiên trong Vincenzo. Không bỏ lỡ cơ hội này, Yeon Jae-bin đã thực sự tỏa sáng với kỹ năng diễn xuất nhuần nhuyễn, vẻ đẹp lạ và sang. Cô dần cùng Song Joong-ki tạo thành một cặp bài trùng hoàn hảo làm người xem mê mẩn. Khí chất của mỹ nhân 32 tuổi này đang mở ra cho cô một đường diễn xuất rộng hơn. Hiện Yeon Jae-bin đang đóng phim mới Glit của Netflix, chắc chắn cô nàng này sẽ còn làm nên chuyện trong tương lai. Kang Han-na, kể từ khi ra mắt, Kang Han-na đã xuất hiện với rất nhiều vai phụ và nữ thứ trong các bộ phim truyền hình. Từ Moon Lover, Khởi nghiệp đến gần đây nhất là Bạn cùng phòng của tôi là Woo Min-ho, mỹ nhân 32 tuổi đã có được sự chú ý hơn trước. Sau tác phẩm này, nhan sắc cũng như khí chất lẫn diễn xuất của Kang Han-na đã thực sự lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Cuối cùng, cô nàng cũng có vai nữ chính đầu tiên trong bộ phim Red Heart ra mắt năm 2022 tới. Xinh đẹp ngọt ngào như vậy, Kang Han-na xứng đáng có được hào quang sau 11 năm tham gia phim ảnh. Hwang In-jeop. Hwang In-jeop bắt đầu diễn xuất khá muộn năm 2018 với Why và đến năm 2020 thì tỏa sáng với vai nam phụ trong 18 Again, trở lại tuổi 18. Tiếp nối ngay sau đó, Hwang In-jeop lại làm khán giả phát cuồng với vai nam thứ trong True Beauty, vẻ đẹp đích thực. Trong cả hai phim, anh chàng đều vào vai nam sinh trung học ngọt như miếng lùi. Bởi vậy, có nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ khi biết tuổi thực của anh chàng là 30 tuổi, sinh năm 1991. Tình cờ trong 18 Again và True Beauty, Hwang In-jeop đều vào vai trai hư lạnh lùng bên ngoài, ấm áp bên trong, đầy những khía cạnh dễ thương, yêu đơn phương một cô gái và đều thất tình. Lại một anh chàng nữa gây chú ý nhờ vai nam 8, đó chính là Hwang In-jeop. Chàng trai 30 tuổi này đã diễn xuất cực hoàn hảo, vai một học sinh cấp 3, ngoài lạnh trong nóng, mở ra cho anh cơ hội lên chính sau 5 năm bước chân vào làng giải trí. Dù là đối thủ của Cha Eun-woo, nhưng Hwang In-jeop vẫn được yêu thích chẳng kém, thậm chí nhiều người xem The Beauty còn thích vai diễn của anh chàng hơn nữa. Sắp tới, Hwang In-jeop sẽ tham gia cùng Ji Chang-guk trong phim mới, sau đó lại kết hợp với chị đẹp Seon Hyun-jin. Chắc chắn đây sẽ là một trong những mỹ nam 9X mới đáng gờm trong tương lai. Gu Kyo-hwan, nam diễn viên từng xuất hiện trong nhiều bộ phim bom tấn nổi tiếng như Peninsula, Jane, Kingdom, Axin of the North. Gần đây nhất còn là bom tấn phòng vé Escape from Mogadishu. Không những tài năng với vai trò là diễn viên, Gu Kyo-hwan còn từng thử sức với nhiều lĩnh vực khác như đạo diễn, biên kịch. Không những vậy, nhiều fan hâm mộ còn tỏ ra bất ngờ khi biết được độ tuổi thật của nam diễn viên. Dù sở hữu gương mặt vô cùng trẻ trung cùng lối diễn xuất hài hước trong DP, nhưng thực chất anh chàng sinh năm 1982 đến nay đã tận 38 tuổi. Trong bộ phim đề tài quân đội vừa lên sóng của Netflix DP, ngoài màn tái xuất ấn tượng của Jung Hae In thì nhân vật xuất hiện cạnh anh.
do Gu Kyung Hwan xuất diễn cũng gây được rất nhiều chú ý. Nam diễn viên này sinh năm 1982, năm nay 38 tuổi, từng tham gia rất nhiều tác phẩm điện ảnh với nhiều dạng vai diễn khác nhau. Nhưng phải đến DP mới giúp khán giả chú ý hơn tới chàng diễn viên 38 tuổi này. Nhiều người còn khen anh nam tính và rất cuốn hút, quả là một bước chuyển mình ít ai ngờ tới. Năm 2021, mặc dù hoạt động giải trí bị đình trệ vì dịch bệnh, nhưng làng phim Hàn vẫn cho ra đời rất nhiều tác phẩm chất lượng, mở đường cho những ngôi sao có cơ hội bứt phá và họ đã thực sự nắm bắt được cơ hội cho bản thân. Trong số này, Kim Seon-ho đang phát triển rất vững chắc, còn Hwang In-jeop cũng rất triển vọng. Về phía nữ, tôi rất thích vẻ đẹp của Kang Hana. Tôi mong là những ngôi sao khác cũng sẽ sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân. Trầm trồ ngưỡng mộ với 8 sao Hàn có thu nhập cao nhất năm 2021. Trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện tại, các bạn có tò mò về thu nhập của những người nổi tiếng, liệu họ vẫn có duy trì số tiền như cũ hay bị ảnh hưởng rất nhiều? Câu trả lời đã được tiết lộ thông qua chương trình Jeonjung Live của đài KBS vừa mới phát sóng vừa qua. Hãy cùng Bắp Channel tìm hiểu top 8 sao Hàn cá kiếm giỏi nhất showbiz xứ sở Kim Chi năm vừa qua nhé! 1. Jeon Ji-hoon, 17 tỷ won, sắp xỉ 335 tỷ đồng. Jeon Ji-hoon là ngôi sao dẫn đầu danh sách này với 17 tỷ won, gần 355 tỷ đồng. Tháng 4 vừa qua, tạp chí Asia Tatler tiết lộ Jeon Ji-hoon được trả 120.000 USD cho một tập phim, trở thành nữ diễn viên có thù lao đóng phim cao nhất Hàn Quốc. Nếu xét cả dàn diễn viên nam và nữ, thu nhập của cô chỉ đứng sau Kim So-hyun, 600.000 USD trên một tập. Năm nay, Jeon Ji-hoon tham gia Kingdom, Axin of the North, ngoại truyện của series Kingdom và phim truyền hình Rin-san. Tác phẩm nói về nguồn gốc của Axin đã gây được tiếng vang lớn, vực dậy Netflix ở Hàn Quốc, trong khi Ji-ran đóng cùng Jeon Ji-hoon được kỳ vọng sẽ là làn gió mới cho khán giả. Nhờ thân hình chuẩn không chút mỡ thừa và gương mặt đẹp sắc sảo, Jeon Ji-hoon trở thành con cưng của nhiều hãng thời trang nổi tiếng như Alexander McQueen, mỹ phẩm Yves Saint Laurent. Mỗi sản phẩm người đẹp sử dụng đều nhanh chóng cháy hàng, có thể kể đến thỏi son YSL, Rapper Culture, màu số 52, Rosy Coral trong My Love From Star. Không chỉ vậy, Jeon Ji-hoon còn vô cùng mát tay trong lĩnh vực mua bán bất động sản. Chương trình Entertainment Weekly Live của đài KBS, Hi TV phát sóng ngày 30 tháng 10 năm 2020 tiết lộ Jeon Ji-hoon sở hữu khối tài sản 75,5 tỷ won, khoảng 66,4 triệu USD trong lĩnh vực này. Thứ hai, Kim So-hyun, 13 tỷ won, khoảng 256 tỷ đồng. Là sao Hàn giàu nhất năm 2020, Kim So-hyun rơi xuống hạng 2 năm 2021 với khối tài sản 13 tỷ won, khoảng 256 tỷ đồng. Anh hiện là nam diễn viên có mức thù lao cao nhất showbiz Hàn. Theo như Bắp Channel tìm hiểu, nhà sản xuất trả cho Kim So-hyun 200 triệu won, 3,9 tỷ đồng khi tham gia It's Okay Not To Be Okay. Tổng số anh nhận được cho 16 tập phim là gần 62 tỷ đồng. Tạp chí Asia Tatler tiết lộ Kim So-hyun hiện là sự lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu quảng cáo nhờ độ viral của mình trên khắp các kênh truyền thông. Do vậy, nam diễn viên được gọi là ông Hoàng CF. Cuối năm nay, Kim So-hyun sẽ trở lại trong dự án One Ordinary Day cùng Cha Seung-won. Hãy cùng xem One Ordinary Day có gây sốt như It's Okay To Not Be Okay năm 2021 không nhé. Jo Jae-suk, 10 tỷ won. MC quốc dân Jo Jae-suk hạ cánh ở vị trí thứ 3 trong danh sách này nhờ hoạt động chăm chỉ. Trong năm 2021, Bắp Channel thấy Jo Jae-suk đã tham gia nhiều show thực tế như Happy Together Season 3, Running Man, You Quit on the Block. Anh còn tham gia series Busted của Netflix, tổ chức chương trình Hang Out With You với nhiều khách mời nổi tiếng như Biren, Lee Hyori, Jesse. Jo Jae-suk luôn nằm trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của Viện Danh Tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc, đánh giá dữ liệu dựa trên hoạt động của người tiêu dùng, sự tham gia, khả năng giao tiếp, hoạt động xã hội. Song Jong Ki, 8 tỷ won, khoảng 158 tỷ đồng. Năm nay, Tan Po Po đánh giá Song Jong Ki khi làm việc rất chăm chỉ, không thể phụ lòng người hâm mộ. Nam diễn viên mở màn với Vincenzo, bộ phim đóng với Jeon Jae-bin, xoay quanh mafia người Ý về nước để trả thù. Tiếp đó, dự án Space Whisper cũng được Netflix tung ra sau nhiều lần hoãn chiếu vì dịch bệnh. Với danh tiếng của mình, rõ ràng Song Joong Ki kiếm bội tiền từ hai tác phẩm kể trên. Cũng như những ngôi sao khác, Song Joong Ki chăm chỉ đóng quảng cáo đại diện các nhãn hàng thời trang, tiêu dùng. Năm 2022, khán giả sẽ tiếp tục gặp nam diễn viên trên màn ảnh nhỏ qua tác phẩm The Chebook Youngest Son. Lee Seung Gi, 7,7 tỷ won, khoảng 152 tỷ đồng.
Tanpopo ghi nhận 2021 là một năm thành công đối với chàng rể quốc dân Lee Seung-gi khi bộ phim truyền hình trinh thám Hình sự Mouse của anh được đông đảo khán giả yêu thích. Dù chọn kịch bản khó nhằn, nhưng Lee Seung-gi vẫn xuất sắc hóa thân thành tên tội phạm Jung Baryum, giúp phim đạt rating ấn tượng ở tập cuối. Tháng 4 vừa qua, nam diễn viên mua một biệt thự trị giá hơn 5 triệu USD tại khu Sungbuk Dong, Sungbuk Gu, Seoul với giá khoảng 5,6 tỷ won, hơn 5 triệu USD với mục đích đầu tư sinh lời. Tài sản của Lee Seung-gi được cho là gia tăng mạnh trong giai đoạn 2019-2020, ước tính riêng thu nhập của anh trong năm đó khoảng 5 triệu USD. Lee Seung-gi cũng có số lượng hợp đồng quảng cáo lớn tại Hàn Quốc, thậm chí từng được gọi là vua quảng cáo của nước này. Là người đam mê công việc, không quá khó hiểu khi Lee Seung-gi vẫn thu về 7,7 tỷ won trong năm 2021. Shin Dong-yeop, 5 tỷ won, xấp xỉ 98 tỷ đồng. Nam danh hài kiêm MC Shin Dong-yeop trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Happy Saturday của đài SBS và bộ phim sitcom Guy and Girl của đài MBC. Năm 2021, Shin Dong-yeop lọt danh sách 8 người thu nhập cao nhất showbiz Hàn với số tài sản 5 tỷ won, gần 98 tỷ đồng, nhờ tham gia làm MC, host, người chơi cho rất nhiều chương trình như TV Animal Farm, Immortal Song, Singing the Legend, My Little Old Boy, Doremi Market, True Story, We Got Divorced, Are You Hungry for Delivery, Just Order It, With God, Legend Music Class. Song Hye Kyo, 4 tỷ, khoảng 78 tỷ đồng. Năm 2021, Song Hye Kyo có hai bộ phim truyền hình là Now, We Are Breaking Up, đóng với Jang Ki-yong và The Glory của biên kịch Kim On-suk, nhưng đều chưa công chiếu. Do vậy, Tanpopo thấy thu nhập của nữ diễn viên đến từ việc đóng quảng cáo và làm đại diện cho các nhãn hàng. Cô là đại sứ cho nhà mốt Ý Fendi, cũng như Chomet, Bottega Veneta và hãng mỹ phẩm Hàn Quốc Suwasu. Tháng 5 vừa qua, Song Hye Kyo cũng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khi mua tòa nhà 5 tầng tại Han Nam Đông, Seoul trị giá 17,4 triệu USD, khoảng 400 tỷ đồng. Song Hye Kyo nổi tiếng là đại gia bất động sản, sở hữu biệt thự 2 tầng với giá 8,5 tỷ won, 7,6 triệu USD năm 2014 và một ngôi nhà tại Mỹ trị giá 2,8 triệu USD được bán lại năm 2018 để báo hiếu cho mẹ. Song Hye Kyo từng mua cho bà căn hộ tại Gangnam rộng 464m2 có giá 9 tỷ won trước khi ly hôn với Song Joong Ki, cặp sao từng sống trong căn biệt thự hạng sang tại khu Itaewon. Song Hye, 1,4 tỷ won, khoảng 27 tỷ đồng. Tanpopo khá bất ngờ khi nam MC kiêm ca sĩ gạo cội của xứ sở Kim Chi, Song Hye, xếp cuối cùng của danh sách với 1,4 tỷ won, gần 27 tỷ đồng. Ở tuổi 94, ông vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, làm host cho chương trình Korea Sings. Top 13 sao Hàn có mức cát xê quảng cáo khủng nhất. TMI News mới đây đã công bố danh sách 13 người nổi tiếng có thu nhập quảng cáo cao nhất Hàn Quốc. BTS chứng tỏ vị thế ngôi sao giải trí số 1 ở xứ sở Kim Chi, cầu thủ bóng đá Son Heung-min góp mặt trong top 5. Đứng đầu danh sách là nhóm nhạc toàn cầu BTS với hợp đồng 1 năm các nhãn hàng phải trả cho 7 chàng trai 5 tỷ won cho một quảng cáo. Chi phí quảng cáo hàng năm của nhóm ước tính khoảng 62 tỷ won. Theo The Korea Times, McDonald's là doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ hiệu ứng BTS, ước tính nhóm nhận được khoảng tiền khổng lồ 10 tỷ won khi quảng cáo cho thương hiệu này. Đặc biệt, BTS đã chủ động đề xuất giảm 20% cát xê tùy theo hợp đồng trong tình hình đại dịch COVID-19 khó khăn. Với mức thu nhập 30 tỷ won một năm và 1 tỷ won cho một quảng cáo, Kim So-yeon xếp ở vị trí thứ hai. Cách đây không lâu, tài tử đứng đầu bảng xếp hạng nam diễn viên Hàn Quốc được trả mức thù lao đóng phim cao nhất. Mợ chảnh Jun Ji-hoon ghi tên mình vào danh sách người nổi tiếng thu nhập khủng với 1 tỷ won cho một quảng cáo, chi phí một năm nhận được lên đến 20 tỷ won. Xếp ở hạng 4 là Gong Ju, tài tử có mức thu nhập 17,2 tỷ won một năm từ quảng cáo, một hợp đồng nhận 700 triệu won. Gong Ju là nam diễn viên nổi tiếng với loạt phim đình đám như Gobin, Train to Busan. Song Heung-min là cầu thủ bóng đá duy nhất lọt vào danh sách này. Ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Tottenham Hotspur nhận được 15,6 tỷ won cho quảng cáo với 600 triệu won trên một hợp đồng. Tổng thu nhập khoảng 8,5 tỷ won một năm, 500 triệu won trên một hợp đồng. Khối tài sản của Park Bo Gum khiến nhiều người ghen tị. Nam diễn viên là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hàn. Anh được công nhận với nhiều vai diễn khác nhau trong phim ảnh và truyền hình. Đáng chú ý như Hello Monster, Red Light, Moonlight Brown, My Cloud. Park Seo-jeon kiếm được 700 triệu won trên một quảng cáo. Tổng thu nhập một năm ước tính là 7 tỷ won.
tài tử đang trên con đường khẳng định vị thế là nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Mới nhất, anh sẽ chinh phục Hollywood với vai diễn loạt phim Marvel. Nữ thần tượng Hyerin gây bất ngờ khi có trong danh sách này. Nổi bật ở cả vai trò là idol lẫn diễn viên, Hyerin đạt 6 tỷ won một năm nhờ quảng cáo 200 triệu won là chi phí một hợp đồng nếu cô làm đại diện. Mỹ Nam Jung Hae-in lọt top 10 với 600 triệu won trên một quảng cáo, thu nhập một năm của anh là 5,6 tỷ won. Hae-in hiện là một trong những nam chính được săn đón hàng đầu làng giải trí xứ Hàn. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bộ phim như Grapevine 1988, Khi nàng say giấc, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Tài tử Du Dung Súc đứng hạng 10 với tổng thu nhập một năm từ quảng cáo là 5,5 tỷ won, một hợp đồng lên tới 500 triệu won. Anh đang gây tiếng vang khi đóng vai chính trong bộ phim về đề tài y khoa Hospital Playlist. Nam diễn viên được khán giả gọi là ông hoàng phim hài tình cảm, từng đứng thứ hai trong cuộc khảo sát bình chọn nam diễn viên tuyệt vời nhất năm 2019 do My Daily tổ chức. Lim Yong-gung, một nam ca sĩ thuộc dòng nhạc chót rất được yêu mến tại Hàn Quốc, có mức chi phí quảng cáo hàng năm là 5,4 tỷ won, 300 triệu won trên một hợp đồng. Song Hye-kyo khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 12, theo TMI News, diễn viên hậu duệ mặt trời có mức thu nhập từ quảng cáo là 3,6 tỷ won một năm. Tuy vậy, các nhãn hàng phải trả 900 triệu won cho một hợp đồng để nhận được cái gật đầu của mỹ nhân họ Song. Xếp ở vị trí cuối cùng là Lee Kwang-so, ngôi sao nổi tiếng nhất Running Man một thời. Lee Kwang-so thu nhập 2,8 tỷ won từ quảng cáo, mỗi hợp đồng của anh dao động từ 200 triệu won đến 1 tỷ won. Mỹ nhân Squid Game hóa ra là bạn thân Jennie, Hyunjin style chất đét, đụng hàng với Lisa còn trên cơ vài phần. Sau khi tham gia Squid Game, tên tuổi của nàng mẫu này đang gây bão trên mạng xã hội. Sau khi tham gia Squid Game, số lượng người theo dõi Instagram của Jung Ho-yeon đảm nhiệm vai diễn Kang Se-biok tăng từ 400.000 lên hơn 1,5 triệu người. Một con số ấn tượng cho một tân binh như cô. Xuất phát với danh hiệu Á quân cuộc thi Korea Next Top Model mùa 4, Jung Ho-yeon nhanh chóng trở thành cái tên sáng giá của ngành thời trang ở cả Hàn Quốc, châu Á và quốc tế. Hiện tại cô đang thuộc quyền quản lý của một số công ty quản lý người mẫu danh tiếng như The Society Management, Elite Model Management, Nomad Management. Ngoài ra, tên tuổi của cô còn được biết đến nhiều khi chơi thân với Jennie. Trong hội bạn còn vài nàng mẫu khác, trước khi dịch xảy ra, các cô gái thường hay đi hẹn hò, đi chơi với nhau. Có thể thấy, họ sở hữu gu thời trang khỏe khoắn, cá tính rất đồng điệu. Ho-yeon và Jennie còn rất hợp cạ ở khoản ăn mặc thoải mái, khi đi chung cả hai thích diện hoodie hay áo phao to rộng rãi, trái ngược với hình ảnh thời trang hào nhoáng trên sàn diễn hay sân khấu. Nói về phong cách của Jung Ho-yeon, có thể hình dung bằng những từ khóa như tự do, phóng khoáng nhưng không kém phần lãng mạn, nữ tính. Cô phối hợp rất hài hòa những item mang sắc thái đối lập nhau để tạo thành một tổng thể thú vị. Màu trắng, đặc biệt là áo cổ, tay bèo và xanh coban dường như rất được lòng nàng mẫu. Về phụ kiện, Chanel là thương hiệu xuất hiện nhiều nhất trên outfit của Ho-yeon, từ túi sách đến thắt lưng đều được cô hết mực ưu ái. Đụng hàng với Lisa trong nguyên cây Celine, Ho-yeon chứng minh đẳng cấp của người mẫu chuyên nghiệp, không chỉ thần thái mà mái tóc ướt chảy ngược ngầu lòi cùng cặp kính màu đã giúp nàng mẫu lấn lướt Lisa có phần an toàn, dù nàng idol có lợi thế khi tạo dáng đứng, khoe được vóc dáng hoàn hảo. Wi Ha-jun, chàng cảnh sát phim Squid Game. Diễn viên hiện gây chú ý khi hóa thân cảnh sát Hwang In-ho, có khả năng xử lý tình huống, giải quyết lính canh và đọc mã Morse trong Squid Game. Để tìm kiếm anh trai mất tích, Hwang In-ho tham gia trò chơi và phát hiện nhiều bí mật. Trên các diễn đàn mạng xã hội, đa phần khán giả khen anh diễn tự nhiên, lột tả nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Wi Ha-jun trong Squid Game trên Men Health Korea, diễn viên cho biết khi đọc kịch bản, anh ấn tượng bởi nội dung độc đáo, khác biệt ở các tác phẩm anh từng tham gia, nên nhanh chóng nhận lời. Wi Ha-jun, tên thật là Wi Hyun-ji, sinh năm 1991 tại tỉnh Jeollanam. Anh tốt nghiệp khoa sân khấu điện ảnh, Đại học Sunkyo. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Năm 2015, anh lấn sân diễn xuất với vai Jong Woo-gon trong Chinatown. Sau đó, anh tham gia các loạt tác phẩm Eclipse, My Golden Life, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, nhưng không tạo được dấu ấn với công chúng. Năm 2020, với vai diễn tuyển thủ bóng chày Jae Ji-hoon, điển trai, tốt tính, trong Trở lại tuổi 18, tên tuổi anh mới được công chúng biết tới. Jae Ji-hoon là bố đơn thân khi được nhận con nuôi của anh trai đã mất. Tuy nhiên, trước truyền thông, anh luôn tìm cách giấu giếm thân phận để bảo vệ đứa trẻ. Khán giả khen Wi Ha-jun diễn tự nhiên là nhân tố thú vị của phim. Hồi đầu năm,
anh gây tiếng vang với vai Dosik, tên sát nhân hàng loạt và tàn độc trong phim điện ảnh Midnight. Diễn viên khắc họa hình tượng nhân vật qua ánh mắt khát máu, những màn giật đuổi nạn nhân gai cấn, vẻ gần gũi, thân thiện khi giả trang thành nhân viên công sở. Mark Movie đánh giá Ha Jun là một trong số diễn viên phản diện triển vọng của màn ảnh xứ Hàn. Trên Chosun, diễn viên cho biết thích đóng vai phản diện có tính cách đặc biệt để thể hiện khả năng diễn xuất, biến hóa trên màn ảnh. Wi Ha Jun hưởng mộ và coi Song Kang Ho là hình mẫu để noi theo trong sự nghiệp. Wi Ha Jun đắt sâu quảng cáo, đại diện thương hiệu công nghệ, đồ gia dụng nhờ tài năng và lối sống lành mạnh, anh kín tiếng đời tư, hạn chế xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Trang cá nhân của anh hiện có 1,4 triệu người theo dõi. Anh cao 1m8, nặng 68kg, thân hình cơ bắp nhờ luyện tập cường độ cao. Trên tạp chí Men's Health Korea, tháng 10, anh nói: "Tôi bắt đầu rèn luyện cơ bắp từ khi ở trong quân đội. Tôi đến phòng gym 5 ngày một tuần, nhưng giờ đây tôi tập tại nhà." Wi Ha Jun, chàng cảnh sát phim Squid Game. Diễn viên hiện gây chú ý khi hóa thân cảnh sát Hwang In-ho, có khả năng xử lý tình huống, giải quyết lính canh và đọc mã Morse trong Squid Game. Để tìm kiếm anh trai mất tích, Hwang In-ho tham gia trò chơi và phát hiện nhiều bí mật. Trên các diễn đàn mạng xã hội, đa phần khán giả khen anh diễn tự nhiên, lột tả nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Wi Ha Jun trong Squid Game trên Men's Health Korea, diễn viên cho biết khi đọc kịch bản, anh ấn tượng bởi nội dung độc đáo, khác biệt ở các tác phẩm anh từng tham gia, nên nhanh chóng nhận lời. Wi Ha Jun, tên thật là Wi Hyun Ji, sinh năm 1991 tại tỉnh Jeollanam. Anh tốt nghiệp khoa sân khấu điện ảnh, Đại học Sunkyo. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Năm 2015, anh lấn sân diễn xuất với vai Jong Woo-gon trong Chinatown. Sau đó, anh tham gia các loạt tác phẩm Eclipse, My Golden Life, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, nhưng không tạo được dấu ấn với công chúng. Năm 2020, với vai diễn tuyển thủ bóng chày Jae Ji-hoon, điển trai, tốt tính, trong Trở lại tuổi 18, tên tuổi anh mới được công chúng biết tới. Jae Ji-hoon là bố đơn thân khi được nhận con nuôi của anh trai đã mất. Tuy nhiên, trước truyền thông, anh luôn tìm cách giấu giếm thân phận để bảo vệ đứa trẻ. Khán giả khen Wi Ha Jun diễn tự nhiên là nhân tố thú vị của phim. Hồi đầu năm, anh gây tiếng vang với vai Dosik, tên sát nhân hàng loạt và tàn độc trong phim điện ảnh Midnight. Diễn viên khắc họa hình tượng nhân vật qua ánh mắt khát máu, những màn giật đuổi nạn nhân gai cấn, vẻ gần gũi, thân thiện khi giả trang thành nhân viên công sở. Mark Movie đánh giá Ha Jun là một trong số diễn viên phản diện triển vọng của màn ảnh xứ Hàn. Trên Chosun, diễn viên cho biết thích đóng vai phản diện có tính cách đặc biệt để thể hiện khả năng diễn xuất, biến hóa trên màn ảnh. Wi Ha Jun hưởng mộ và coi Song Kang Ho là hình mẫu để noi theo trong sự nghiệp. Wi Ha Jun đắt sâu quảng cáo, đại diện thương hiệu công nghệ, đồ gia dụng nhờ tài năng và lối sống lành mạnh, anh kín tiếng đời tư, hạn chế xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Trang cá nhân của anh hiện có 1,4 triệu người theo dõi. Anh cao 1m8, nặng 68kg, thân hình cơ bắp nhờ luyện tập cường độ cao. Trên tạp chí Men's Health Korea, tháng 10, anh nói: "Tôi bắt đầu rèn luyện cơ bắp từ khi ở trong quân đội. Tôi đến phòng gym 5 ngày một tuần, nhưng giờ đây tôi tập tại nhà." Hành trình Olympia của Diệp Chi mất 10 năm từ MC Điểm Cầu vươn lên dẫn chính, từng bị nghi ngờ năng lực khi thay Tùng Chi. MC Diệp Chi sinh năm 1986 tại tỉnh Nghệ An, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hà Nội. Diệp Chi xếp hạng nổi tiếng thứ 897 trên thế giới và thứ 15 trong danh sách MC nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 1986 vào khoảng 60,2 triệu người. Bén duyên với chương trình từ khi làm MC cho chương trình Rung Chuông Vàng được phát trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, Diệp Chi sau đó được rất nhiều khán giả yêu mến khi làm đạo diễn của Điều Ước Thứ Bảy, cũng lần cộng tác làm MC cho Rung Chuông Vàng. Sau này, Diệp Chi đã trở thành người của VTV3 và hiện là một biên tập viên. Bật mí về những điều khiến bản thân có được thành công như ngày hôm nay, biên tập viên Diệp Chi nói đó là nhờ những trải nghiệm từ cuộc sống, từ những chuyến đi, từ sự quan sát, những điều bên ngoài kiến thức trên ghế nhà trường mang lại cho cô. Vì bất kỳ ai trong cuộc sống này đều đáng để học. Ngày trước, tôi học chuyên ngành báo mạng điện tử và giờ đi làm truyền hình, hay có rất nhiều đồng nghiệp khác của tôi cũng không được đào tạo chuyên sâu về báo chí, nhưng họ vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Có lẽ mọi thứ dễ dàng hơn nếu bạn xác định sớm được con đường của mình đi và sự chuẩn bị tốt nhất cho nó. Trong một cuộc trò chuyện nói chuyện với độc giả, biên tập viên Diệp Chi chia sẻ: "Tôi đã đến với VTV từ một tờ thông báo tuyển cộng tác viên, dán ở cổng trường,
và sau gần 10 năm gắn bó, điều khiến tôi chưa bao giờ muốn rời xa công việc này chính là những trải nghiệm thú vị nhưng cũng đầy thử thách mà nó mang lại. Khi làm truyền hình, mỗi ngày thực sự là một ngày mới, cảm xúc của tôi chưa bao giờ bị lặp lại. Thế nhưng, những điều đó lại khiến tôi phải chạy và nỗ lực hơn rất nhiều. Gần 10 năm gắn bó với công việc truyền hình, ngoài những lần làm MC cho các chương trình dành cho sinh viên mang tính chất giải trí, biên tập viên Diệp Chi cũng may mắn được thử sức trong những chương trình nặng ký của đài truyền hình. Cô kể, trong gần 10 năm gắn bó với truyền hình, tôi đã có những cơ hội rất tuyệt vời được làm các chương trình chính luận. Trong đó, ấn tượng xuất sắc nhất chính là lần được tham gia dẫn cầu truyền hình Hành trình theo chân Bác nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay cầu truyền hình Hát mãi khúc quân hành nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó là những cơ hội rất đáng trân trọng mà tôi và nhiều đồng nghiệp trẻ khác rất mong muốn nhận được để thử thách bản thân và cũng là một cách làm mới mình trong mắt khán giả. Trước khi để lại vị trí MC chính thức cho Khánh Vy, Diệp Chi đã có một quãng thời gian dài gắn bó với đường lên đỉnh Olympia. Hôm nay, ngày 24 tháng 9, thông tin hot girl đa di năng Khánh Vy chính thức trở thành MC của đường lên đỉnh Olympia, thay thế vị trí của Diệp Chi khiến netizen bàn tán xôn xao. Ngoài những lời chúc mừng cho Khánh Vy, nhiều người không khỏi tiếc nuối cho Diệp Chi bởi hình ảnh của nữ MC này trên sân khấu của chương trình đã vô cùng thân thuộc. Nguyễn Diệp Chi xuất hiện ở đường lên đỉnh Olympia lần đầu tiên vào năm 2007. Khi đó cô là MC điểm cầu Nghệ An tại chung kết đường lên đỉnh Olympia. Nụ cười rạng rỡ, lối dẫn dắt hoạt bát, lưu loát của Diệp Chi khi đó đã nhanh chóng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Sau đó Diệp Chi tiếp tục đảm nhận vị trí MC điểm cầu thêm một vài năm nữa, cụ thể là chung kết mùa 13 tại điểm cầu Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và đến năm 2017, Diệp Chi thay thế nhà báo Tùng Chi trở thành MC chính thức của đường lên đỉnh Olympia, đúng 10 năm kể từ lần xuất hiện đầu tiên. Ở thời điểm đó, nữ MC đã nhận về không ít ý kiến trái chiều bởi nhà báo Nguyễn Tùng Chi cũng là một tượng đài của chương trình, dẫn từ mùa 2 đến mùa 5 và mùa 10 đến mùa 16. Tuy nhiên, chỉ sau số phát sóng đầu tiên, khán giả đã phải thay đổi suy nghĩ vì Diệp Chi đã hoàn thành tròn trịa vai trò của mình. Từ đây, cô liên tục ghi điểm trong mắt người hâm mộ bằng lối dẫn đĩnh đạc, trưởng thành nhưng pha trộn nét hiện đại, lẫn hóm hỉnh. Sau 4 năm dẫn dắt, Diệp Chi đã và đang trở thành cái tên được thí sinh và công chúng yêu mến. Cùng với MC Ngọc Huy, Diệp Chi đã góp phần tạo dựng nên một Olympia trẻ trung và tươi mới hơn. Đàm Vĩnh Hưng có động thái bất ngờ sau nộp đơn tố cáo nữ CEO có giấc mơ tiền tỷ. Chiều tối ngày 24 tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý với bài đăng chia sẻ về quyết định tài trợ toàn bộ học phí 6 năm cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Kèm theo đó, Mr. Đàm đăng tải loạt ảnh trao tận tay học bổng trị giá từ 9 đến 18 triệu đồng để giúp các em học hết trung học phổ thông. Đồng thời, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến hai người bạn thân thiết đã hỗ trợ, ủng hộ thêm gạo và tiền mặt cho các bé. Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc lời ra tiếng vào, xung quanh vấn đề từ thiện, nam ca sĩ vẫn ghi điểm với hành động đẹp. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, Công an TP.HCM đang trong quá trình xác minh đơn tố cáo danh nhân Nguyễn Phương Hằng của anh. Nam ca sĩ nhấn mạnh, việc bà chủ công ty Đại Nam đã bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc anh ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền, 96,8 tỷ đồng. Ngoài ra, giọng ca xứ Quảng tiết lộ đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu, chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra. Tôi biết vẫn còn nhiều người đang hoài nghi về sự trong sạch của tôi trong việc từ thiện, nhưng tôi tin con đường mà tôi chọn đang là cách tốt nhất để câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết. Cuộc sống rách và bạn gái hot girl sau tan vỡ. Sau chia tay, ca sĩ Rách vướng nghi vấn cùng lúc qua lại với nhiều phụ nữ khác, trong khi Thiên An dành thời gian chăm sóc bé Son, con gái chung của họ. Rách và Thiên An nảy sinh tình cảm khi cùng quay một số MV, sóng gió, bạc phận. Suốt vài năm, họ bí mật yêu nhau, mối quan hệ chỉ được đôi bên công khai vào tháng 8 năm 2021. Sau nhiều tháng, họ chia tay do những bất đồng quan điểm. Giai đoạn này, Rách có nhiều hoạt động nổi bật, trong đó ra mắt MV Lay La Lay được đầu tư khủng. Sản phẩm này đang đạt 46 triệu lượt xem trên YouTube sau 5 tháng. Ngày 11 tháng 4, Rách tham gia buổi offline do fan tổ chức mừng sinh nhật anh. Trong sự kiện này, nam ca sĩ nhiều lần bật khóc trước tấm lòng của fan. Anh cũng là ca sĩ trẻ hiếm hoi, sở hữu số lượng fan đông đảo hàng đầu showbiz hiện nay, chủ yếu thuộc lứa tuổi học sinh. Đến ngày 10 tháng 8, Rách lần đầu lên tiếng, thừa nhận nảy sinh tình cảm, có con với hot girl Thiên An.
anh muốn tiếp tục nghĩa vụ làm cha, song phủ nhận những lời tố cáo ngoại tình, lời xin lỗi từ anh, bị số đông khán giả đánh giá chưa thỏa đáng, nhiều người đòi tẩy chay Jack. Hiện Jack hoàn toàn im lặng và biến mất khỏi mạng xã hội. Ngược lại, trong thời gian hậu chia tay, Thiên An rất kín tiếng, không cập nhật bất cứ hình ảnh nào vì mang thai con gái đầu lòng với Jack. Cô sinh thiên thần nhỏ bé Son vào cuối tháng 4. Giai đoạn này, nhiều người bắt đầu phát hiện Thiên An lên chức mẹ bởi vì cô thường xuyên quan tâm, chia sẻ những vấn đề bỉm sữa và tình cảm gia đình trên trang cá nhân. Khi quyết định lên tiếng tố cáo tình cũ, Hot Girl nói, sau chia tay Jack chưa từng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm con, còn mẹ ruột anh nhờ người gửi Thiên An 5 triệu đồng một tháng để nuôi con. Điều tôi cần không phải tiền mà là sự quan tâm. Những người phụ nữ làm mẹ chắc hẳn đều biết một mình chăm con vất vả ra sao, trầm cảm sau sinh kinh khủng thế nào. Tôi cố gắng giữ hình ảnh Jack trong mắt con gái là một người đàn ông tốt, nhưng tôi đã cố hết sức. Những việc anh làm khiến tôi thật đau lòng, cô nói. Ồn ào tình cảm với Jack khiến Thiên An hứng chịu nhiều chỉ trích lớn từ fan nam ca sĩ. Nhiều thành phần quá khích đòi làm hại bé Son khiến Thiên An xin nhận hết lỗi lầm, mong họ đừng đụng đến con gái cô. Về sau, ba mẹ trẻ cố gắng ổn định cuộc sống, dành hết thời gian cho thiên thần nhỏ. Nhân dịp Trung thu mới đây, cô lần đầu khoe con gái cưng. Một người thân khác chia sẻ bức ảnh rõ mặt hơn của bé Son. Cô bé có sở hữu đường nét gương mặt và ánh mắt giống hệt bố của mình, ca sĩ Jack. Đông đảo khán giả hy vọng Thiên An đăng tải hình ảnh nhiều hơn hoặc làm vlog về cuộc sống thường ngày của hai mẹ con. Thủy Tiên công vinh tiết lộ chuyện không để lại tài sản cho con, từ nhỏ đã dạy bé sống tự lập. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên luôn thu hút sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Nếu như công vinh nổi tiếng chiều vợ hết mực, thì giọng ca ngôi nhà hạnh phúc, đảm đang tháo vát. Bên cạnh đó, cách giáo dục con gái của cặp đôi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ và học theo. Theo đó, nữ ca sĩ gốc Kiên Giang từng chia sẻ, sau này sẽ không để lại tài sản cho con cái, thay vào đó cô sẽ dạy con cách tự lập ngay từ nhỏ. Có lẽ xuất phát điểm tuổi thơ của giọng ca chợt là nỗi đau, không may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Do đó, cô muốn con mình cũng tự đi lên mà không dựa dẫm vào bố mẹ. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn là chỗ dựa vững chắc cũng như truyền tải kinh nghiệm sống, dẫn đường cho con nhỏ. Phản ứng của ông xã Hòa Minzy khi vợ hé lộ vết dạng chằng chịt trên bụng khiến dân tình nức lòng. Sáng ngày 26 tháng 9, ca sĩ Hòa Minzy dũng cảm khoe vết dạng chằng chịt trên bụng sau sinh bé Bo, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nữ ca sĩ công khai quá trình xuất hiện những vết dạng từ lúc mang thai đến hậu sinh con. Netizen thắc mắc liệu rằng ông xã Hòa Minzy sẽ có phản ứng như thế nào trước khuyết điểm trên cơ thể bà xã. Mới đây, chia sẻ của doanh nhân Minh Hải khiến cư dân mạng nức lòng. Theo đó, anh bày tỏ không sao vẫn đẹp, nét đẹp thiêng liêng, bố vẫn yêu, ok la. Đối mặt với việc mất thẩm mỹ và những khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng phản ứng của mẹ bỉm khiến dân tình trầm trồ. Không những không tự ti mà Hòa Minzy lại rất tự hào vì điều này. Cô cho biết bản thân chịu đựng mọi thứ để chào đón thiên thần nhỏ bé Bo. Hương Giang lần đầu đổ bộ sự kiện, bùng nổ vai rùa với váy xuyên thấu giống hệt Kendall Jenner sau 7 tháng ở ẩn. Met Gala 2021 tuy đã kết thúc nhưng dư âm của sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh này hãy còn kéo dài. Với chủ đề năm nay là tôn vinh thời trang nước Mỹ, Kendall Jenner đã thực sự tỏa sáng trong bộ cánh xuyên thấu của Givenchy. Đến tối ngày 26 tháng 9, mạng xã hội tiếp tục lan truyền loạt hình ảnh của Hương Giang trong bộ cánh y hệt. Liệu đây có phải lần đầu nàng hậu đổ bộ thảm đỏ sau hơn nửa năm mất tích với nhan sắc cực đáng gờm hay không? Thực tế, đây chỉ là sản phẩm Photoshop không hơn không kém. Được biết, kể từ khi dính tin đồn chia tay với bạn trai Matthew, Hương Giang hoàn toàn mất tích trên mạng xã hội. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của cô đã từ tháng 3 năm 2021. Việc nàng hậu mất tích hoàn toàn trên mạng xã hội suốt vài tháng qua đã khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Thanh Sơn nhập hội soái ca Vbiz khẳng định chủ quyền trong vạn cô gái nhưng chỉ follow duy nhất mình Khả Ngân. Lần đầu kết hợp trong bộ phim 11 tháng 5 ngày nhưng Thanh Sơn và Khả Ngân đã sớm trở thành cặp đôi được khán giả dành nhiều sự chú ý. Không chỉ trên phim, ngoài đời Thanh Sơn và Khả Ngân cũng cực kỳ thân thiết. Không có ít lần cả hai khiến mạng xã hội chao đảo khi công khai tung ảnh lãng mạn bên nhau. Đặc biệt mới đây, netizen còn phát hiện một chi tiết làm rộ lên nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò. Cụ thể, trên Instagram, Thanh Sơn bất ngờ gia nhập hội chỉ follow mình em và cô gái duy nhất anh ấn follow, không ai khác, chính là Khả Ngân. Điều này khiến khán giả xôn xao đồn đoán liệu Thanh Sơn và Khả Ngân có đang phim giả tình thật. Trước đó, trong showbiz cũng có một hội soái ca như thế, từ Sơn Tùng MTP, Độ Missy hay ông Cao Thắng. Dù cách thể hiện tình cảm khác nhau, mỗi người một cách yêu riêng, nhưng đều có điểm chung là chỉ dõi theo duy nhất một người phụ nữ của mình. Và trong vạn người để theo đuổi, Thanh Sơn chỉ quan tâm đến một mình Khả Ngân. Hà Tăng bồi hồi chia sẻ lại ảnh 9 năm trước, vai rùa đỉnh xứng tầm ngọc nữ, so với hiện tại lại càng bất ngờ hơn.
Tăng Thị Thanh Hà, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1986 tại Gò Công, Tiền Giang, trong một gia đình gốc Hoa. Khi cô đang học lớp 6, gia đình gặp thất bại trong làm ăn, phải bán nhà để trả nợ. Mẹ của cô buộc phải thay thế cha trong vai trò trụ cột gia đình và cô phải theo phụ mẹ kiếm sống. Khi được 11 tuổi, Hà luôn phải thức dậy sớm để phụ mẹ mình làm cơm và giao cho khách hàng. Nhưng cũng trong thời gian này, mẹ của Thanh Hà giới thiệu cô vào con đường nghệ thuật bằng cách đưa cô vào học kịch nghệ ở IDCAP vào mỗi tối. Thanh Hà là một tín hữu công giáo tại Việt Nam. Hình ảnh từ cách đây 9 năm của Hà Tăng khiến cõi mạng bất ngờ vì nét đẹp vượt cả thời gian. Trong showbiz, Ngọc Nữ Tăng Thanh Hà là một trong số nghệ sĩ khiến khán giả vô cùng ghen tị, ngưỡng mộ vì có gia đình hạnh phúc và viên mãn bậc nhất. Từ sau khi kết hôn, nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc đã dần vắng bóng khỏi showbiz, chuyên tâm chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Đến nay, cô đã có một bé trai và một bé gái vô cùng đáng yêu. Đêm ngày 25 tháng 9, Tăng Thanh Hà bất ngờ chia sẻ hình ảnh của bản thân từ 9 năm về trước khiến cư dân mạng chú ý. Trong bức ảnh, Ngọc Nữ đình đám vây bít nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, tươi tắn. Cư dân mạng bất ngờ trước nhan sắc không đổi của mẹ bỉm hai con, gương mặt và nụ cười ngày đó của cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như bây giờ. Năm 2012 cũng là năm đặc biệt quan trọng với Thanh Hà. Giữa lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hà Tăng đã quyết định lên xe hoa với Louis Nguyễn, thiếu gia con nhà giàu có trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Rời khỏi V-Beat đã lâu, nhưng cuộc sống đời thường của Hà Tăng vẫn luôn được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Hiện nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc, năm nào đã là mẹ của hai nhóc tì kháo khỉnh, con dâu trong một gia đình tỷ phú đình đám. Dù cực kỳ giàu có, nhưng Hà Tăng vẫn giữ nếp sống giản dị, không khoe mẽ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hà Tăng đăng tải hình ảnh thả dáng sương sương, ngồi đọc sách bên cún cưng. Dù chọn góc chụp từ xa, nhưng Hà Tăng vẫn khéo léo để lộ được chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều. Đặc biệt, netizen còn đổ dồn sự chú ý vào góc khu vực sân vườn cực chill trong căn biệt thự của Hà Tăng. Có thể thấy, căn biệt thự của Hà Tăng có diện tích khá rộng, dành riêng một khu để xây bể bơi, trồng cây trái và các loài hoa. Nhìn sương sương kiểu cách thiết kế, nhiều người ví biệt thự Hà Tăng chẳng khác một khu resort đắt đỏ. Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ nhiều lùm xùm tình ái nhất nhì showbiz Việt. Hồ Quang Hiếu là một nam ca sĩ nhạc trẻ Việt Nam, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1986 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Anh nổi tiếng với các ca khúc như Không Cảm Xúc, Con Bướm Xuân, Đừng Buông Tay Anh, Em Là Của Anh, Đổi Thay. Anh đã từng có thời gian hẹn hò với ca sĩ Bảo Anh và cuộc hôn nhân chóng vánh với hot girl Ivine. Gần đây, giọng ca Con Bướm Xuân đang thu hút sự chú ý khi bị một cô gái tố cưỡng hiếp rồi chùi bỏ trách nhiệm. Trên trang cá nhân, cô gái này đã đăng tải bài viết với nội dung Hồ Quang Hiếu rủ dê nhóm bạn của mình đi bar, sau đó lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để thực hiện hành vi đổi bạn. Kèm theo đó, người này đưa ra ảnh chụp màn hình tin nhắn qua Zalo với nam ca sĩ để chứng minh. Sự việc xảy ra từ vài tháng trước đó, song cô gái này nghĩ chỉ là do sự cố cả hai không tỉnh táo nên bỏ qua. Tuy nhiên, người này tiết lộ về sau, cô phát hiện mình bị chủ nhân hít Không Cảm Xúc và nhóm bạn gái. Đồng thời, Hồ Quang Hiếu không có bất kỳ động thái xin lỗi hay liên lạc với cô. Chính điều này khiến cô quyết định công khai trên mạng xã hội, với hy vọng không ai phải rơi vào trường hợp như mình. Thông tin trên nhanh chóng lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm từ nhiều người. Ngay sau khi tin đồn xảy ra, quản lý nam ca sĩ cho này, đó chỉ là tin đồn, bọn tôi còn không xác định được đó là cái gì, giống như một scandal tự dưng đến. Bọn tôi không phản hồi về chuyện này vì nó nằm ở trạng thái bị đưa vào một vụ lùm xùm. Tin đồn này rất thất thiệt. Tôi cũng đọc các thông tin rồi nhưng nó bị 50-50. Bọn tôi không hề biết cô gái này là ai, đăng lên như vậy nhằm mục đích gì và hiện đang trong thời gian xác định thông tin. Tôi không ý kiến gì cả, cũng không biết scandal này lập ra như thế nào. Sau khi tình cũ Hồ Quang Hiếu bất ngờ vướng lùm xùm bị tố hiếp dâm, Bảo Anh vừa có động thái mới nhất trên trang cá nhân. Giữa loạt ồn ào của tình cũ, Bảo Anh vừa chính thức có động thái mới nhất trên trang cá nhân. Cô đăng tải những bức ảnh khi đang say ngủ trên máy bay trong một chuyến công tác xa và tỏ ra khá vui vẻ, không mấy quan tâm đến những ồn ào xoay quanh người cũ. Bảo Anh còn dí dỏm cho biết người trụng trộm cô không ai khác chính là nghệ sĩ Hài Chí Tài. Được biết cả hai chú cháu đang có chung một chuyến công tác xa. Lùm xùm Hồ Quang Hiếu bị cô gái tố mặt tố hiếp dâm đang khiến dân tình bàn tán xôn xao, thì câu chuyện trong quá khứ của Hồ Quang Hiếu cũng bị đào mộ. Trong đó, khá sốc việc anh chàng từng kết hôn với một hot girl có tên Ivy Lee.
và cả hai đã ly hôn chỉ sau 10 ngày chung sống. Mới đây, cô gái này cũng đã lên tiếng bóng gió về lùm xùm của chồng cũ. Ivy Lee, tên thật là Nhật Vi, sinh năm 1992, từng tham gia diễn xuất trong MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ivy từng gây bão dư luận vào năm 2016 khi những bức ảnh cưới của cô và Hồ Quang Hiếu bị phát tán trên mạng, cùng với thông tin về việc cả hai người từng kết hôn bí mật và chung sống với nhau rồi chia tay vì không phù hợp. 3 năm sau cuộc hôn nhân chóng vánh, Ivy Lee. Hành trình làm MC cực ngầu của Khánh Vy, 18 tuổi dẫn thời sự, 22 tuổi có thông tin cầm trịch ở đường lên đỉnh Olympia. Trước khi có thông tin Khánh Vy sẽ là MC của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, cô bạn đã có khá nhiều thành tích nổi bật ở mảng dẫn chương trình. Mới đây nhất, fanpage đường lên đỉnh Olympia vừa đưa ra một thông tin khiến người xem hết sức quan tâm, đó là việc Khánh Vy có thể trở thành người dẫn chương trình mới của Olympia năm 22. Dù thông tin này vẫn chưa được xác nhận 100%, song theo một nguồn tin thân cận, số do Khánh Vy làm MC sẽ được lên sóng vào Chủ nhật tuần này. Trước đó, vai trò MC nữ của chương trình huyền thoại với học sinh phổ thông khắp cả nước lần lượt do Tùng Chi và Diệp Chi đảm nhận. Khánh Vy sinh năm 1999, vốn đã không còn là cái tên xa lạ với Gen Z nói riêng và netizen Việt nói chung. Thông tin này gần như sẽ xác lập cột mốc mới, đáng nhớ của hot girl bắn bảy thứ tiếng thông minh và tài năng sau hàng loạt các thành tích mà Khánh Vy đã từng đạt được. Cùng nhìn lại CV hoành tráng ở mảng MC của Khánh Vy để xem cô nàng này có gì đặc biệt mà thăng tiến quá dữ. Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, bắt đầu nổi tiếng từ năm 17 tuổi. Nhờ đoạn video bắn bảy thứ tiếng, chính Khánh Vy cũng không ngờ đó chính là cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình chỉ sau một đêm. Khánh Vy nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội, cũng nhờ video này mà Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội cộng tác với các đài truyền hình ở vị trí dẫn chương trình. Vào năm 2017, Khánh Vy chính thức trở thành đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn các ngôi sao của Marvel ở bộ phim Vệ binh Giải Ngân Hà 2. Đây cũng là job mở đường cho Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân ở lĩnh vực MC truyền hình. Cũng trong năm 2017, khi Khánh Vy được chọn làm người dẫn chương trình ở bản tin thời sự của VTC mang tên Thế Giới Nghiêng và trở thành MC thời sự nhỏ tuổi nhất thời điểm bấy giờ. Tiếp đó, Khánh Vy có cơ hội cộng tác với VTV, đài truyền hình Việt Nam ở các chương trình tiếng Anh như SIL, Follow Us, IL Face Off, Crack Em Up, English in a Minute. Khánh Vy cộng tác tới tận thời điểm này. Gần đây nhất, cô bạn còn gây sốt cộng đồng mạng khi khoe ảnh tự lái xe hơi, xách túi hiệu 70 triệu khi làm việc ở VTV, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thành công của Khánh Vy. Sau chương trình, Khánh Vy đã có những chia sẻ đầu tiên về cương vị mới của mình. Vậy là chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 12 được phát sóng với sự xuất hiện của MC mới Khánh Vy thay cho người cầm trịch cũ là Diệp Chi. Thông tin về sự thay đổi này đã tạo sóng trên mạng xã hội suốt những ngày qua và đến tận hôm nay khán giả mới được xem số dẫn đầu tiên với sự dẫn dắt của Khánh Vy. Sau chương trình, Khánh Vy đã có những chia sẻ đầu tiên về cương vị mới của mình. Cùng lắng nghe xem hot girl 7 thứ tiếng có cảm xúc như thế nào sau buổi dẫn đầu tiên tại Đường lên đỉnh Olympia. Cảm xúc của Khánh Vy khi trở thành MC của một chương trình huyền thoại. Mình rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi được trao cơ hội và nhiệm vụ quý giá này. Bên cạnh đó là sự lo lắng hồi hộp bởi Đường lên đỉnh Olympia là một trong những chương trình có tuổi đời lâu nhất trên sóng truyền hình, để lại nhiều dấu ấn trong thế hệ khán giả và đang được dẫn dắt bởi anh chị nhà báo, biên tập viên kỳ cựu và tài năng mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Khi nhận được quyết định sẽ được trở thành MC Olympia thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Hoặc người đầu tiên bạn muốn tiết lộ thông tin này là ai? Mình được nhận thông tin này khi đang đi trên đường cùng với mẹ. Mình đã nói với mẹ ngay và luôn và kể về với bố. Mình chỉ dám chia sẻ với bố mẹ vì nghĩ lúc đó là thông tin chưa chính thức, chắc là có nhiều khả năng sẽ thay đổi. Dù người ta hay khuyến khích tuổi trẻ nên dám ước mơ to lớn, nhưng mình chưa bao giờ dám nghĩ tới việc tham gia cuộc thi đường lên đỉnh Olympia với vai trò là thí sinh hay người dẫn chương trình. Mình chỉ nghĩ là giá như mình có thể được quay trở lại làm học sinh và được tham gia vào một điểm cầu nào đó để cổ vũ cho chương trình. Mình không nghĩ là mình có bước ngoặt cụ thể nào. Mình làm cộng tác viên của VTV từ năm 2016 với các chương trình tiếng Anh trên VTV7. Qua mỗi một năm, mình được làm và học hỏi nhiều thứ hơn, tích lũy dần dần cho mình và luôn tâm niệm mong muốn chia sẻ, giáo dục và phát triển bản thân tích cực tới nhiều người nhất có thể. Mình nghĩ chương trình và mình cùng chia sẻ hệ giá trị về tầm quan trọng của giáo dục và tích lũy kiến thức, thách thức mà Khánh Vy đối mặt khi là người kế nhiệm của Diệp Chi.
đó là một thử thách rất lớn. Chị Diệp Chi là một MC, biên tập viên mà mình luôn hướng tới. Xem chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, mình thấy chị Chi không chỉ là một người dẫn chương trình tròn vai, mà còn là một người đồng hành rất gần gũi, ấm áp, sâu sắc với các bạn thí sinh, như một người chị gái vậy. Đã lâu lắm rồi, mình không dẫn chương trình quay và kinh nghiệm còn chưa nhiều, không tránh khỏi sự lo lắng, liệu mình có thể hoàn thành tốt không? Thời gian đầu, mình cần làm quen và cải thiện nhiều điều, chắc chắn là không bao giờ ngừng cố gắng. Không chỉ mình mà bố mẹ mình đều rất mê chị Diệp Chi từ chương trình Rung Chuông Vàng, Điều Ước Thứ Bảy, Đường Lên Đỉnh Olympia. Dù bất kể chương trình gì và trong vai trò nào, là MC hay biên tập viên, đạo diễn, mình đều cảm nhận được sự tận tâm và bền bỉ tới mức tối đa của chị Diệp Chi. Giọng của chị Chi rất hay, ấm áp và truyền cảm vô cùng. Mình vẫn nhớ hồi xem Rung Chuông Vàng, cả nhà đều thắc mắc là chị MC nào mà có chất giọng hay và là một gương mặt mới quá. Lên tìm hiểu thì biết là chị Diệp Chi cùng quê với mình càng cảm thấy thêm tự hào và ngưỡng mộ. Mình rất mong một ngày nào đó sẽ có được cơ hội làm việc, học hỏi từ chị Diệp Chi. Bố mẹ Khánh Vy có sự chào đón đặc biệt như thế nào với lần lên sóng đầu tiên của con gái trong vai trò mới? Bố vẫn pha nước chanh mật ong cho mình trước khi đi dẫn. Bố mẹ luôn là hai khán giả đầu tiên trên hành trình làm MC của mình, nên chắc trước khi chương trình phát sóng, cả nhà sẽ bật TV sớm hơn mọi tuần, khoảng 30 phút. Lúc làm MC bản tin thì mình còn chưa định hình được rõ phong cách, lối dẫn của mình. Cụ thể lúc đó vẫn còn chập chững đi tìm bản thân mình. Làm MC của một cuộc thi kiến thức sẽ cần nhiều hơn những gì mình đang làm, từ phong thái, cách dẫn, cách tương tác, sự chuẩn xác. Sau khi vượt chướng ngại vật ở giai đoạn đầu, mình hy vọng mình có thể tăng tốc và về đích thật tốt trong vai trò mới này. Khánh Vy sẽ mang đến những điều gì mới mẻ khi trở thành MC của Đường Lên Đỉnh Olympia? Mình mong mình có thể mang lại sự nhiệt huyết, tò mò khám phá của sức trẻ và quan trọng nhất là giúp các bạn thí sinh thật bình tĩnh, tự tin trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia đầy vinh quang và danh giá này. Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ nhiều lùm xùm tình ái nhất nhì showbiz Việt. Hồ Quang Hiếu là một nam ca sĩ nhạc trẻ Việt Nam, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1986 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Anh nổi tiếng với các ca khúc như Không Cảm Xúc, Con Bướm Xuân, Đừng Buông Tay Anh, Em Là Của Anh, Đổi Thay. Anh đã từng có thời gian hẹn hò với ca sĩ Bảo Anh và cuộc hôn nhân chóng vánh với hot girl Ivine. Gần đây, giọng ca Con Bướm Xuân đang thu hút sự chú ý khi bị một cô gái tổ cưỡng hiếp rồi chùi bỏ trách nhiệm. Trên trang cá nhân, cô gái này đã đăng tải bài viết với nội dung Hồ Quang Hiếu rủ rê nhóm bạn của mình đi bar, sau đó lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để thực hiện hành vi đổi bạn. Kèm theo đó, người này đưa ra ảnh chụp màn hình tin nhắn qua Zalo với nam ca sĩ để chứng minh. Sự việc xảy ra từ vài tháng trước đó, song cô gái này nghĩ chỉ là do sự cố cả hai không tỉnh táo nên bỏ qua. Tuy nhiên, người này tiết lộ về sau, cô phát hiện mình bị chủ nhân hít Không Cảm Xúc và nhóm bạn gái. Đồng thời, Hồ Quang Hiếu không có bất kỳ động thái xin lỗi hay liên lạc với cô. Chính điều này khiến cô quyết định công khai trên mạng xã hội với hy vọng không ai phải rơi vào trường hợp như mình. Thông tin trên nhanh chóng lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm từ nhiều người. Ngay sau khi tin đồn xảy ra, quản lý nam ca sĩ cho hay đó chỉ là tin đồn, bọn tôi còn không xác định được đó là cái gì, giống như một scandal tự dưng đến. Bọn tôi không phản hồi về chuyện này vì nó nằm ở trạng thái bị đưa vào một vụ lùm xùm. Tin đồn này rất thất thiệt. Tôi cũng đọc các thông tin rồi nhưng nó bị 50-50. Bọn tôi không hề biết cô gái này là ai, đăng lên như vậy nhằm mục đích gì và hiện đang trong thời gian xác định thông tin. Tôi không ý kiến gì cả, cũng không biết scandal này lộc ra như thế nào. Sau khi tình cũ Hồ Quang Hiếu bất ngờ vướng lùm xùm bị tố hiếp dâm, Bảo Anh vừa có động thái mới nhất trên trang cá nhân. Giữa loạt ồn ào của tình cũ, Bảo Anh vừa chính thức có động thái mới nhất trên trang cá nhân. Cô đăng tải những bức ảnh khi đang say ngủ trên máy bay trong một chuyến công tác xa và tỏ ra khá vui vẻ, không mấy quan tâm đến những ồn ào xoay quanh người cũ. Bảo Anh còn dí dỏm cho biết người trụng trộm cô không ai khác chính là nghệ sĩ hài Chí Tài. Được biết cả hai chú cháu đang có chung một chuyến công tác xa. Lùm xùm Hồ Quang Hiếu bị cô gái tố mặt tố hiếp dâm đang khiến dân tình bàn tán xôn xao. Những câu chuyện trong quá khứ của Hồ Quang Hiếu cũng bị đào mộ. Trong đó, khá sốc việc anh chàng từng kết hôn với một hot girl có tên Ivy Lee và cả hai đã ly hôn chỉ sau 10 ngày chung sống. Mới đây,
Cô gái này cũng đã lên tiếng bóng gió về lùm xùm của chồng cũ. Ivy Lê, tên thật là Nhật Vi, sinh năm 1992, từng tham gia diễn xuất trong MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Ivy từng gây bão dư luận vào năm 2016 khi những bức ảnh cưới của cô và Hồ Quang Hiếu bị phát tán trên mạng, cùng với thông tin về việc cả hai người từng kết hôn bí mật và chung sống với nhau rồi chia tay vì không phù hợp. 3 năm sau cuộc hôn nhân chóng vánh, Ivy Lê vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ và nóng bỏng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.